bang Florida chuẩn bị sơ tán lớn trước bão dữ. Khi cơn bão Milton đang tiến gần đất liền, tiểu bang Florida của Mỹ đang chuẩn bị cho đợt sơ tán lớn nhất từ bão Irma hồi năm 2017, theo ABC News. Bão Milton được dự báo sẽ mạnh lên cấp 4 trước khi suy yếu một chút xuống cấp 3 và đổ bộ Florida vào ngày 9 tháng 10. Ảnh vệ tinh cho thấy đường đi của bão Milton Mỹ sử dụng thang bão 5 cấp, trong đó bão cấp 3 có sức gió từ 178-208 km/h. Cơn bão có nguy cơ gây thiệt hại lớn hơn bão Helene vừa qua. Thảm họa đã khiến hơn 230 người tại 6 tiểu bang của Mỹ thiệt mạng. Hôm qua, lực lượng chức năng Florida vẫn đang gấp rút dọn dẹp thiệt hại sau bão Helene. Thống đốc Ron DeSantis đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại 51, 67 hạt của bang và kêu gọi người dân tích trữ nhu yếu phẩm cần thiết.